Xin chào tất cả anh em. Một câu hỏi được đặt ra là với khoảng trên 5 triệu đồng thì mua loa Bluetooth nào? Chính ở đây, Harman Kardon Go Play. Đây chính là loa vô đối trong tầm giá khoảng trên 5 triệu đồng. Và thậm chí khi so sánh với các hãng loa khác ở những tầm giá cao hơn, thậm chí lên tới 8-9 triệu đồng thì vẫn khó mà có thể ăn được cái chiếc loa Go Play này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay về nó. Đây là nhân vật chính của chúng ta, loa Harman Kardon Go Play. Thì thông tin thêm với anh em rằng đây là một cái dòng loa đã được phát triển qua nhiều phiên bản. Và từ những cái phiên bản đầu tiên, nó đã được ra đời cách đây khoảng gần 15 năm. Tức là trên thị trường ít có một cái dòng loa nào mà được phát triển qua nhiều năm tháng như vậy. Cho nên là về chất lượng của nó thì cực kỳ ổn định. Và cái chất lượng âm thanh của nó thì đã được khẳng định qua nhiều năm tháng. Thì anh em sẽ có một cái thiết kế trông rất là cân đối với cái hình dạng dẹp hình elip như thế này. Đây, đây là các cái cạnh của nó. Và anh em thấy rằng ở đây có một cái quai sách trông cực kỳ xịn. Đấy, được làm bằng kim loại. Và tổng trọng lượng của cái chiếc loa này nó là 3,5 kg. Nó đủ chắc chắn để cho chúng ta khi bật nhạc lớn, những cái bản nhạc có nhiều tiếng trầm, nó vẫn đứng vững và nó cũng không quá là nặng để cho chúng ta có thể xách đi một cách rất là dễ dàng. Nếu như anh em nào mà hay thích party ngoài trời hoặc là đi chơi xa, nhất là những anh em nào có ô tô thì chỉ cần mang theo một con này để lên cho ô tô đập thì rất là sướng. Và nếu ở nhà thì anh em có thể tận dụng đặt nó vào những cái gần cái cạnh tường sau, đặt nó vào những cái góc tường thì lúc đấy cái tiếng nó lan tỏa ra và cái tiếng trầm rất là mạnh, nó rất là sâu. Ở đây chúng ta sẽ có được tổng cộng là 4 cái củ loa, gồm có 2 cái củ loa trung trầm, nó có đường kính khoảng là 9,2 cm. Đây, và 2 cái củ loa test. Thì tổng công suất của cái loa này, nó là công suất tiêu thụ điện là 100W và công suất cho âm thanh là 90W. Có một đặc điểm là khi anh em rút cái dây cắm nguồn ra thì công suất nó sẽ giảm xuống một nửa. Đấy, để anh em lưu ý, nhưng mà thực sự là âm thanh vẫn rất hay và không khác biệt quá nhiều. Và nếu mà muốn nghe âm lượng lớn, nhất là những cái bài hát mà thiên về tiếng trầm thì anh em nên cắm điện vào. Còn đây là phần đằng sau, chúng ta sẽ thấy rằng ở đây nhà sản xuất đã trang bị cho chúng ta một cái nắp để che và đóng rất là kín. Cái này là nó bằng dạng là cao su. Đây, khi mở ra thì chúng ta sẽ thấy được một số cái đường kết nối cơ bản như USB service, AUX và power. Đây, cắm nguồn vào đây. Và đây là cắm cái đường dây AUX 3,5 ly. Khi anh em dùng nó với máy tính thì có thể cắm đường AUX. Đó. Và khi đóng lại thì chúng ta sẽ có được một cái thiết kế có thể hạn chế được cái nước văng. Tức là nếu anh em đi mà có lỡ gặp mưa thì trong cái thời gian ngắn chúng ta không hề phải lo lắng. Và ở đây chúng ta có thể thấy rằng là đây là biểu tượng kết nối Bluetooth, cộng trừ tăng giảm âm lượng, có thể chuyển bài. Và ở đây nó sẽ có những cái chấm tròn biểu thị cho cái việc là cái mức pin. Khi mà cái mức pin mà nó tụt xuống thấp thì nó sẽ là một chấm màu đỏ nhấp nháy. Thì đây là tất cả những cái gì chúng ta cơ bản đã biết về chiếc loa này. Và bây giờ không để anh em đợi lâu, chúng ta hãy cùng thử nghiệm những bản nhạc sôi động nhất với Harman Kardon Go Play. Can't buy me happiness. All I need is you're here with me. And I need you more than this. 'Cause your love sets me free. I don't want to look back on slide. We said we regret. I don't want to look back on slide. We said we regret. I'm not gonna make it alone.
Đồng. Thì với mức giá này anh em sẽ nhận được một chiếc loa stereo Bluetooth không dây, âm thanh rất là đỉnh, cực đỉnh trong tầm giá, phải gọi là thực sự là nó khá là vô đối trong cái tầm giá của mình. Đây là một chiếc loa rất là nổi tiếng và rất nhiều anh em đã cực kỳ yêu thích nó. Và với cái sự lựa chọn này, anh em sẽ có thể nghe được tất cả các thể loại nhạc sống động một cách cực kỳ hay, và nhất là những cái thể loại nhạc mà thiên về tiếng trầm thì cái loa này nó rất là tuyệt vời. Anh em hãy đến ngay Thiên Hà Audio, số 5 ngõ 198, phố Thái Hà Nội để biết thêm chi tiết. Hãy điện số hotline, like, subscribe kênh YouTube của Thiên Hà Audio để luôn được đón xem về những video clip hấp dẫn hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.